Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của thầy. Trong thời gian vừa qua thì có một số bạn đã quan tâm đến các cái bài giải về hệ điều hành, thì có một số bạn đã hỏi và mình đã yêu cầu các bạn gửi bài qua mail để mình sẽ xem và giải cho các bạn. Vậy mình đã nhận được mail của các bạn ở đây, của bạn Nguyễn Thành Nam, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái bài mà bạn Nam đã gửi cho mình. Đây là cái bài bạn Nam gửi. Vậy thì trong cái đề này, nó cũng như các cái đề khác, chúng ta có location, map, rồi available. Available thì có một cái yêu cầu ở đây. Giả sử tiến trình V1, V2 yêu cầu tài nguyên là 1000 và 0100. Như vậy thì cái đề này nó sẽ khác với lại cái bài này tí xíu thôi, bởi vì cái bài mà chúng ta đang nói ở đây là sẽ cho request, nhưng mà một tiến trình request thôi. Còn cái bài mà bạn đưa cho mình thì đến 2 tiến trình request, thì thực ra nó cũng giống nhau cả. Đó. Ở đây có một V3 request là 003. Vậy thì cái bài của bạn đưa thì nó có B1 và B2 cùng request. Như vậy thì chúng ta cũng giải quyết cái bài toán này gần như thế, nó không có gì đặc biệt hơn đâu. Như vậy tôi sẽ sắp xếp cái này lại cho nó gọn tí xíu để chúng ta dễ làm. Giả sử chúng ta đưa cái location ok, và chúng ta sẽ cần thêm một cái mảng nữa, một cái ma trận nữa. Vậy chúng ta sẽ đưa cái yêu cầu lên đây đi. Đấy, để cho các bạn tiện theo dõi ha. Veleco chúng ta đưa xuống dưới để tí nữa chúng ta lấy làm bài. Bây giờ chúng ta có allocation, có map. Thì một bài toán bình thường thì các bạn sẽ làm gì nào? Các bạn sẽ có thêm một cái ma trận nữa là ma trận nít. Ma trận nít của các bạn nó sẽ bằng map trừ cho allocation. Đúng rồi. Ta cho cái mặt trận ở giữa nó có cái màu khác tí xíu để chúng ta dễ phân biệt. Ok, như vậy thì chúng ta có mặt trận nick. Bây giờ là nó như thế này. Như vậy thì trong cái đề yêu cầu thêm là chúng ta sẽ request hai cái request. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cái request vào đây. Chúng ta sẽ đưa cái request đầu tiên là của B1. Chúng ta sẽ có chỗ này là request. Có B1. B1 request cái gì? B1 request là
một không 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 và P2 request là 0100. Đấy, như vậy thì thực ra cũng dựa trên nguyên tắc là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái available này có đủ lớn để cấp phát cho request hay không. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ kiểm tra giúp thầy là gì nào. Bước 1, bước 1 các bạn sẽ kiểm tra xem thử là cái available có lớn hơn hoặc bằng request. Như vậy thì cái ở đây lớn hơn hoặc bằng nhé, lớn hơn hoặc bằng available lớn hơn hoặc bằng, được không nào? Available lớn hơn hoặc bằng. Như vậy thì cái request này của một tiến trình hay là hai tiến trình cũng vậy, chúng ta cứ cộng hết này lại với nhau, cộng hết lại với nhau. Đó. Như vậy thì cái request của chúng ta ở đây nó sẽ bằng sum của đấy. Như vậy chúng ta bằng request cho cái loại A là 1, loại B là 1, loại C là 0, loại D là 0. Để chúng ta có request và chúng ta sẽ so sánh với label. Available loại A có 3 request 1, ok được. Available của B có 4 request 1, ok. Như vậy thì thỏa điều kiện này, chúng ta sẽ tiến hành cấp thêm tài nguyên cho các tiến trình, cấp thêm tài nguyên cho các tiến trình. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cấp phát tài nguyên thêm nhé. Vậy tôi sẽ copy cái này ra. Cấp phát tài nguyên thêm. Như vậy thì chúng ta sẽ cấp phát thêm cho B1 loại A là 1 tài nguyên nữa. Như vậy B1 chúng ta sẽ tăng lên. Đó, lúc này nó từ 3 trở thành 4. Bởi vì nó được cấp phát thêm 1 nữa là đến thành 4, B1 nhé, thành 4. Đấy, như vậy thì chúng ta đã thay đổi nè, lúc nãy nó 3 nè, thì nó 4 nó được cấp phát thêm. Rồi cái nữa là B2 được cấp phát tài nguyên B. B2 tài nguyên B từ 1 trở thành 2, bởi vì nó được cấp phát thêm 1. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tính lại cái nick bây giờ nó khác tí xíu. Nick bây giờ chỗ này là 5 và chỗ này là 0. Đấy, các bạn thấy là sẽ được tính lại nhé. Như vậy bài toán của mình đã trở thành bài toán mới. Và lúc này sau khi cấp phát thì chúng ta phải tính lại variable mới. Variable mới. Như vậy thì cái variable mới này nó sẽ bằng cái gì? Nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái cũ trừ cho cái mà nó đã cấp phép. Ha, trừ cho cái tổng nó đã cấp phép. Như vậy đây là variable mới. 2 3 5 6. Và bây giờ chúng ta giải quyết bài toán này với cái available mới, đúng không nào? Như vậy quay lại trở về toán bình thường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này làm một cái ma trận work và chúng ta giải quyết bài toán một cách rất là bình thường. Đó, giải quyết bài toán rất là bình thường ha. Chúng ta sẽ lấy giá trị này làm cho giá trị work đầu tiên. Giá trị bắt đầu tiên. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ làm giá trị bắt đầu tiên là bằng cái variable, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ xem thử bây giờ cái bước tiếp theo của chúng ta là chúng
ta sẽ kiểm tra xem. Bước 2, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái nick đen thứ y mà nhỏ hơn hoặc bằng cái word ra là cái đầu tiên là available đó. Available. Thế nào? Vậy thì nếu mà chúng ta có cái list của bất kỳ một tiến trình nào đó mà nhỏ hơn hoặc bằng cái word hay là cái available đó, thì chúng ta có thể cấp phát. Như vậy thì chúng ta có là 2, nhưng ở đây có 1 2, 3, 5, 6, 1, 2, 2. Cái này thì cấp được rồi. Ok, cấp được. Chỗ này 2, chỗ này 5, chỗ này 0. 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6. Cái này cấp được nè. 2, 3, 5, 6. Cái này cấp được nè. Như vậy thì bài toán của chúng ta hiện nay là có đến 3 lời giải. 3 lời giải. Đúng không? 3 lời giải. Chúng ta có thể cấp phát cho bên 0 hoặc cấp phát cho B2 hoặc cấp phát cho B3. Đó, thầy chỉ làm một lời giải thôi nhé. Như vậy thì giả sử chúng ta sẽ cấp phát cho B0. Giả sử chúng ta sẽ cấp phát cho B0. Như vậy thì sau khi cấp phát cho B0, ngân hàng sẽ thu lại là bằng variable này hoặc là gọi là word cộng với cái mà tiến trình chúng ta đang cấp phát. Tiến trình chúng ta đang cấp phát, đang nắm giữ, tiến trình cấp phát đang nắm giữ. Như vậy chúng ta thu lại được như thế này. Đó, chúng ta thu lại được. Và tiếp tục chúng ta sẽ xem là với cái work hiện nay hay là available hiện nay thì chúng ta sẽ cấp phát được cho ai. Như vậy cái B0 này chúng ta cấp phát rồi. Và chúng ta xem thử là 4, 3, 5, 7 thì B1 là không được. Vậy chúng ta sẽ cấp cho B2. Chúng ta sẽ cấp cho B2. Và B2 nó sẽ bằng cái này cộng cho cái B2 đang nắm giữ. Đấy. Rồi tiếp tục chúng ta so sánh cái quốc kiện này 6, 5, 6, 10. Đó, thì nó đủ lớn để nó có cấp cho B1 cũng được và nó cấp cho B3 cũng được. Như vậy chúng ta cấp cho B1 đi ha. B1 được chưa nào? Thì chúng ta sẽ bằng cộng cho cái B1 đang nắm giữ. Tương tự như vậy, còn lại chúng ta sẽ cấp cho B3 bằng 10 cộng với cái mà B3 đang nắm giữ. Và như vậy chúng ta đã cấp phát xong. Bây giờ các bạn sẽ đến bước cuối cùng là kiểm tra lại kết quả xem thì chúng ta làm đúng hay không. Như vậy thì để kiểm tra, chúng ta sẽ có một cách đơn giản nhất là kiểm tra ngay từ cái đề ban đầu. Vậy thì ngay từ đề ban đầu chúng ta sẽ kiểm tra là đối với lại loại A, tài nguyên A sẽ có được là bao nhiêu cái tài nguyên A mà các tiến trình đang nắm giữ. Tài nguyên B, C, D cũng tương tự như thế. Và chúng ta sẽ lấy cái mà tài nguyên đang nắm giữ này nè cộng với lại cái variable ban đầu. Chúng ta sẽ thử cộng lại. A là 7 cộng với 3 10. Rồi chúng ta sẽ cộng lại tiếp cho các cái tài nguyên khác thì chúng ta thấy là 10, 5, 10, 12. Như vậy thì tất cả những cái tài nguyên của ngân hàng chúng ta đã thu hồi đầy đủ và các tiến trình đều được cấp phát hết. Như vậy thì chúng ta đã giải quyết bài toán xong và kết luận là toán là an toàn.
thì thực ra đối với lại giải thuật Baker thì nó chỉ có một cái kiểu giải duy nhất, quan trọng là request như thế nào. Thì chúng ta chỉ nhớ là các bạn phải đủ để cấp à, thì các bạn cấp xong thì à, các bạn cấp xong thì các bạn nhớ là tính lại, tính lại thì lúc này need phải tính lại, vậy thôi. Đó là mọi chuyện bài toán của chúng ta là hết sức bình thường. Chúc các bạn học tốt cái môn nguyên lý hệ điều hành. Xin cảm ơn các bạn.